Ước mơ của tôi là trở thành một travel blogger để chia sẻ những bài viết hữu ích về văn hóa vùng miền cho cộng đồng, đồng thời giúp bản thân rèn luyện được kỹ năng thông qua những chuyến đi. Nhưng ước mơ đó không được bố tôi ủng hộ. Bố tôi muốn tôi về quê với ông bà nội để quản lý homestay của gia đình ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Bố nói muốn tìm hiểu văn hóa các vùng miền, trước tiên phải hiểu cặn kẽ nguồn gốc văn hóa của chính mình đã. Đã lâu không về quê, có lẽ đối với quê hương, tôi đã bị coi là người lạ mất rồi. Ông, ba, con về rồi. Con về rồi hả con? Dạ. Con làm sao mà để bố giận thế? Nhưng mà không sao, con về ở với ông bà. Dạ. Này mai ông bà lấy vợ cho. Gái quê mình xinh lắm. Dạ vâng ạ. Thôi, con đi rửa mặt thay quần áo đi con. Vâng ạ. Ấy, con lớn rồi, ông để con. Bố mẹ con mấy lần đón ông bà ra thành phố ở để tiện chăm sóc. Vâng. Mà ông bà không quen, quê hương ngấm vào máu thịt rồi, không xa được. Vâng ạ. Thế nên bố con mới đầu tư mở homestay để những khách du lịch yêu mến quê mình có thêm chỗ nghỉ, cũng là có việc cho ông bà đỡ buồn. Dạ. Ông để dành riêng cho con một phòng đấy. Dạ vâng ạ. Ôi, tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Cô vừa đi vừa ngắm cảnh à? Cô đứng ra đây để tôi va vào cô xem cô có bị làm sao không? Tại tôi cầm nhiều đồ nên mới va vào anh, chứ có cố ý đâu. Dù gì tôi cũng xin lỗi anh rồi. Có nhất thiết anh phải nặng lời thế không? Mà anh là ai? Sao anh lại ở đây? Khu dành cho khách ở bên kia, còn đây là khu gia đình mà. Tôi mới phải hỏi cô là ai ấy. Cô ở đâu xong vào nhà ông bà tôi, xong nhận bừa lên nhà cô. Anh Minh. Tôi có vẻ nổi tiếng gì? Không dám đâu. Tôi là Vi, con bố Chiến. Bố anh ấy đưa tôi sang ở cùng với ông bà nội anh cả năm nay rồi. Vi à? Vi khóc nhè. Tôi có nghe bố tôi kể về cô rồi. Mà cô lớn rồi sao vẫn hậu đậu thế? Còn anh ấy vẫn xấu tính như xưa. Thôi, tôi phải làm việc tiếp đây. Dù xa quê bao lâu, tôi vẫn không quên được mùi hương này. Bất chấp nắng, mưa, bão, gió, dù những mái nhà đã ngả màu cũ kỹ, nhưng bên trong không một con mối mọt nào có thể xâm hại được. Mùa hè gỗ hấp thụ nhiệt nên trong nhà luôn mát mẻ. Mùi thơm của gỗ pơ mu tỏa ra làm cho không khí rất dễ chịu, ngủ rất sâu và ngon giấc. Bà ơi, bà! Ai để con gà trong phòng cháu thế này? Nó gáy to quá chắc không ngủ được. Là tôi để đấy. Ở đây ai cũng phải dậy sớm hết. Không có chuyện là ngủ nướng. Nên tôi nhờ nó gọi anh dậy. Anh mau vệ sinh cá nhân, ăn sáng, còn bắt đầu công việc chứ. Homestay nhà mình được chia làm 2 khu. Đây là phòng ngủ cộng đồng. Ngọc Chiến quê mình mấy năm gần đây được rất nhiều khách du lịch yêu thích. Homestay đã phát triển hơn trước rất nhiều. Bản nào cũng có homestay, nhưng những ngày nghỉ lễ hay là cuối tuần đều rất đông khách và kín chỗ. Còn đây là những bungalow. Bungalow hiện nay đang trở thành một lựa chọn ưa thích của du khách khi đi nghỉ dưỡng, với sự tiện nghi, thoải mái và không gian gần gũi với thiên nhiên. Công việc hàng ngày của anh là dọn dẹp phòng khi có khách yêu cầu. Sau khi khách trả phòng, anh phải thay toàn bộ chăn ga gối mới, đem đồ cũ đi giặt, phơi, vệ sinh phòng. Bắt đầu từ phòng này nhé. Ơ, sao anh không làm đi? Nhưng mà tôi biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Đây, anh xem tôi làm này. À, xôi nếp tan. Xôi này mà ăn với pa pỉnh tộp là tuyệt cú mèo. Mương chiến mi khẩu tan, mương than mi pa pỉnh tộp. Anh cũng biết cả câu thành ngữ này à? Bất ngờ nhá. Mỗi lần ăn xôi nấu bằng gạo nếp tan Ngọc Chiến, bố tôi đều nói câu này. Bố nói gạo nếp tan trắng trong, hạt bầu bóng, để nguội vẫn dẻo mềm. Ăn một miếng xôi liền cảm nhận được vị ngậy bùi, mùi hương thơm dịu tràn trong khoang miệng. Đó là bầu trời tuổi thơ của bố tôi. Này, quét nhà, xong tưới cây, cầm lấy. Quét thì quét. Việc gì anh làm cũng dở. Vậy đi lấy hàng với tôi thì được chứ. Đừng nói với tôi là anh không biết đạp xe nhá. Cô coi thường tôi thế. Đi xe đạp chứ có phải đi máy bay đâu. Mà sao không đi xe máy cho nó nhanh? Đi gần ý, thì đi xe đạp thôi. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường. À, giờ anh sang Nà Tâu với tôi, đi lấy ít hàng mây che đan tôi đặt sẵn rồi. Hôm nay ý, tôi đi với anh. Lần sau anh phải tự đi một mình nhá. Sao tôi phải chở cô? Vậy thì lên xe đi. Cô nghĩ tôi không phải là đàn ông à? Lên đi. Cháu chào các ông các bà. Chào cháu. Ông bà làm thêm cho cháu một ít lù cờ. Hôm trước cháu dùng để cắm hoa, khách du lịch thích lắm, cứ đòi mua để trang trí, về để tạo điểm nhấn cho không gian nhà. Cả ép khẩu nữa, ép khẩu đựng xôi nóng mà không bị ướt xôi, được làm từ vật liệu thiên nhiên, khách hàng cũng thích lắm. Bao giờ xong thì bà nhắn cho cháu. Dạ. Anh Minh ơi, mang bình rượu vào đây. Đây. Cháu chào các ông các bà. Chào. Cháu là Minh, cháu nội ông Thân. Ông cháu gửi biếu ông bầu rượu ạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ vâng ạ. Dạ. À, thần cây kìa. Anh cũng biết cây sa mu là thần cây à? Ngày nhỏ, cứ đến ngày mùng 7 Tết âm lịch, bà nội đều đưa tôi ra đây dâng cỗ để tạ ơn và cầu mong thần cây phù hộ. Bà nói cây sa mu này là niềm tự hào của người dân Ngọc Chiến. Ai đi làm ăn xa hay nhà có việc đều hướng về cây cổ thụ này mà khấn lên điều ước của mình. Tôi đã đứng trước mộc linh sa mu của bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Ngay cả những người già nhất bản cũng không biết cây sa mu này có từ bao giờ. Người dân nơi đây coi cây sa mu như là tượng đài sống, phù hộ cho người dân khỏe mạnh, may mắn, thành đạt, mùa màng tươi tốt, lúa vàng bội thu. Hay quá. Hay quá. Cháu chào các chú, cháu về ạ. Chú cháu về ạ. Dạ. Lâu rồi tôi không về quê. Quê mình thay đổi nhiều thật đấy. Đi qua bản nào tôi cũng thấy có những chiếc cổng chào, mỗi cái mỗi vẻ, vô cùng độc đáo. 19 chiếc cổng chào của 15 bản là 19 tác phẩm nghệ thuật, là niềm tự hào của mỗi người dân Ngọc Chiến, vì chúng được làm bằng chính nội lực với sự đóng góp 100% kinh phí, ngày công của mỗi người dân. Mỗi cổng chào có dáng vẻ khác nhau. Tên bản được viết trên cổng chào bằng chữ phổ thông. Có nhiều bản ngoài chữ phổ thông ra còn viết bằng chữ Thái nữa. Ngoài việc để nhận diện bản là ranh giới giữa bản này với bản khác, Cổng chào là nơi để mỗi người con Ngọc Chiến nhớ về mỗi lúc đi xa. Vậy những con đường với bức tường bằng sỏi đẹp như bức bích họa này cũng là thành quả của mỗi người dân quê mình à? Đúng rồi, năm 2021, thực hiện chủ trương của huyện ủy, các bản ở Ngọc Chiến đều xây dựng các sản phẩm du lịch, trong đó có tường đá và trồng hoa. Bà con đã tự nguyện hiến đất mở đường lên từ 6 đến 8 mét, hiến đất làm đường, dựng tường rào bằng đá quậy, trồng hoa tạo cảnh quan, đã trở thành phong trào khiến cho Ngọc Chiến thay đổi da thịt từng ngày. Anh Minh, anh thấy sao về những công trình này? Niềm hãnh diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Chiến đấy. Quá tuyệt vời. Chỉ cần chiêm ngưỡng những công trình này thôi cũng đủ thấy công tác dân vận của chính quyền xã rất tốt. Tôi thấy những con đường, từng cánh cổng, những công trình như đang kể về câu chuyện của những người yêu lao động, cần cù chịu khó và đoàn kết để xây dựng miền quê cổ tích thành một điểm đến thân thiện, mến khách. Mình đi tiếp đi.